Khi niệm lời Chúa của Chủ nhật thứ tư mùa chay năm A, sách Samuel quyển thứ nhất, chương 16, câu 1b, câu 6 đến 7, câu 10 đến 13, và tin mừng của Thánh Gioan chương 9, câu 1 đến 41. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đã từng thấy một cuộc thi nào có 102 chưa? Nghĩa là các thí sinh chẳng có một sự chuẩn bị nào và cũng chẳng ai biết mình đang dự cuộc thi. Thế mà đã có một thí sinh đạt giải, nhưng thay vì nhận giải thưởng giá trị của vật chất, thì người đạt giải lại nhận được dầu đổ trên đầu qua một người. Để dầu đó mang lại sức mạnh bên trong bởi Đức Chúa ban cho. Thí sinh đó là ai nếu không phải là chàng trai David mà ta nghe trong bài đọc thứ nhất sách Samuel đó sao? Khi tiên tri Samuel bước vào nhà, thoạt đầu Samuel có cái nhìn như bao người khác là nhìn diện mạo bên ngoài. Nhưng Đức Chúa đã bảo tiên tri, đừng nhìn xem diện mạo vóc dáng bên ngoài, vì ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu con người, vì chính con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn thấu tận đáy lòng. Sau khi 7 người con của Isai đi ngang trước mặt nhà tiên tri, nhưng đều bị đánh rớt, cuối cùng còn một người nữa, nhưng người này lại vắng mặt vì anh còn chăn chiến ngoài đồng. Được gọi về, và Chúa đã phán với Samuel, ngươi hãy trỗi dậy, sức dầu lên nó, vì chính nó đó. Phải chăng khi chọn một ai thì chúng ta đừng dừng lại ở diện mạo bên ngoài như cao thấp, to nhỏ, đẹp xấu, giàu nghèo, giỏi dở, bằng cấp hay không có bằng cấp, ăn nói hấp dẫn hay không biết nói gì, vân vân và vân vân, mà phải xem cái tâm, cái đức, tính tình mới quan trọng. Như chúng ta vẫn thường nghe những câu sau, cái nít đánh chết cái đẹp, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, hay xem chừng thương được thì thương, ngoài tuy gia cũ trong xương phượng hoàng. Nhưng tiếc thay, con người phần lớn chứ không muốn nói là hầu hết chỉ dừng lại ở diện mạo bên ngoài, nên chi đã xảy ra bao hậu quả đau thương cho từng cá nhân, gia đình đến xã hội như ngày hôm nay chúng ta đang thấy đó. Phải chăng nếu như dầu mà nhà tiên tri Samuel sức cho David mang lại hiệu quả bên trong tốt đẹp dường nào, thì mỗi người cũng có được tâm tình như thơ của Thánh Phêrô tông đồ nhắn nhủ mọi người, cách riêng cho các chị em phụ nữ như sau. Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hề tại cái mạ bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng hay ăn mặc xa hoa, nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng, là tính thùy mị, hiền hòa. Đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Giờ đây ta bước qua sứ điệp tin mừng của Chúa Nhật. Chúa Nhật tuần này muốn nhắn gửi chúng ta về chuyện mù, mù mà lại sáng, và ngược lại sáng mà lại như bị mù, qua hình ảnh người mù khi từ khi mới sinh với những người biệt phái. Trước hết ta thấy hành động của Chúa Giêsu chữa lành người mù. Có lẽ không ai khỏi thắc mắc nơi một số người như tại sao Chúa Giêsu lại dùng nước miếng trộn lẫn với bùn rồi đắp vào mắt người mù như vậy, trong khi Ngài chỉ cần nói một lời thì người bệnh ở đâu cũng được khỏi, như trường hợp Chúa Giêsu chữa bệnh cho người đầy tớ của viên đại đội trưởng, hoặc Chúa Giêsu chữa lành hai người bị bại liệt chỉ một lời phán truyền, hay Chúa chữa người đàn bà bị bệnh loạn huyết khi bà tự nhủ chỉ cần chạm đến túi áo của Ngài thôi thì tôi sẽ được khỏi bệnh. Và biết bao nhiêu trường hợp tương tự như thế mà Kinh Thánh ghi lại. Thế nhưng ở đây, khi chữa cho người mù từ thuở mới sinh, thì Chúa Giêsu lại làm một hành động xem ra mất vệ sinh. Vậy mà người mù không một sự phản kháng, không một chút thắc mắc,
Điều này cho ta thấy người mù tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, nên Ngài muốn làm cách nào tùy ý Ngài và cách nào cũng tốt bởi một hành động xuất xuất từ tình yêu. Vậy thì nếu Chúa Giê-xu dùng chính nước miếng của Ngài trộn với bùn đất càng hay, vì Ngài cho thân xác vật chất rõ bụi của tôi được tham dự vào sự hòa lẫn với đứng thánh thiền quyền năng. Như vậy làm sao tôi phản kháng chối từ? Trái lại, tôi hân hoan vui mừng vâng nghe để đi tới hồ Siloe mà rửa, rồi trở lại với Ngài. Bởi thế tôi được nhìn thấy Chúa Giê-xu, người mà trước đây tôi chỉ nghe thiên hạ gọi ông Giê-xu mà thôi. Và còn giá trị hơn nhiều nữa là mắt tâm hồn tôi được thấy Chúa qua các tạo vật mà Ngài dựng nên. Tin là thế, tin là vậy, tin là phó thác vào đúng mình tin, và Ngài muốn làm sao là tùy ý Ngài. Tiếp theo là sự tranh luận giữa người mù và những người biệt phái, là những người chỉ giữ luật lệ một cách máy móc, cứng ngắc, vụ hình thức bên ngoài. Nên chi khi thấy người mù được chữa sáng mắt trong ngày Sa-bát, thay vì họ phải vui mừng để chia sẻ với anh, đồng thời ca tụng việc kỳ diệu Chúa đã làm cho anh, thì họ lại muốn tra hỏi anh mù nhân đâu mà anh được sáng và anh đã mạnh dạn trả lời: Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi đi rửa và tôi được sáng. Lời khẳng định của người mù mỗi lúc một chính xác hơn về đức tin. Đó là một tiên tri. Ngược lại với những người biệt phái, mắt xác thịt thì sáng đỏ, có những khi là sáng rực rỡ, nhưng mắt tâm hồn một lúc một tối hơn, ở chỗ họ thấy người mù được sáng mắt đang đứng sờ sờ ra đó, và còn bên cạnh lại có một số người biết được anh ta mù từ thuở nhỏ. Và còn hơn thế nữa, sau khi gọi cha mẹ của anh mù đến để tra hỏi cho chắc chắn về gốc tích của anh có phải là con của họ không, và chính cha mẹ của anh mù đã quả quyết là chính đó là con của chúng tôi. Đến đây, những người biệt phái lại chuyển hướng cho rằng người chữa anh mù này là một kẻ tội lỗi. Quả thật, mắt tâm linh của họ mù quá nặng nên mới cả gan cho người chữa anh mù là một kẻ tội lỗi. Bởi vì họ mù quá nặng nên giờ đây người mù lại phải nói với họ trước hết như một lời mỉa mai, sau là trưng dẫn lời Chúa cho họ qua những lời sau. Đó mới thật là điều lạ. Người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó ở đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được chuyện gì. Sau khi nghe những lời như thế, các người biệt phái mới nguyền rủa anh mù mà rằng: Mày sinh ra trong tội và giảm dạy chúng ta ư? Phần cuối của bài tin mừng là lời tuyên xưng đức tin của anh mù. Sau khi Chúa Giê-xu hay tin anh bị người ta đuổi ra ngoài, Ngài đón gặp anh. Giờ đây cặp mắt thể xác được sáng, đi đôi với cặp mắt tâm hồn cũng sáng lên, được biểu lộ qua lời tuyên xưng với cử chỉ suy phục tôn thờ. Lạy Ngài, tôi tin, và anh ta sắp mình thờ lạy người. Đến đây lại cho ta thêm một điểm nữa là bất cứ ai tuyên xưng đức tin và rao giảng lời Chúa thì dù có gặp hoàn nạn khổ đau hay bị người đời xua đuổi loại trừ thì hãy vững và an tâm, vì Chúa đang đón gặp chúng ta như Ngài đã từng đón gặp người mù xưa kia. Và ta luôn nhớ rằng đừng sợ người đời nhục mà loại trừ, mà chỉ sợ Chúa mà thôi, như lời của Thánh Vịnh 119:
Quan quyền Bạch Hải con vô cớ, nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi. Phần cuối của đoạn tin mừng, Chúa Giêsu kết luận: Tôi đến thế gian này là để xét xử, những kẻ không xem thấy thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy sẽ trở nên mù. Cũng vậy, trong cuộc sống, xem ra những kẻ tự hào tự mãn ta đây bởi một vài thành công trong cuộc sống, hay có được một vài bằng cấp nào đó, hoặc là sự giàu có, tài giỏi, nhan sắc, hay những kẻ có đầu óc luôn định kiến thì dễ bị mù mắt tâm linh, vì họ tự đưa mình lên mà không thấy được những gì họ có là do Chúa thương ban. Lạy Chúa, rất nhiều lần chúng con mù lòa về con mắt đức tin. Đó là những lúc chúng con sống một đức tin hời hợt, sống bon chen ích kỷ, sống vô cảm với những người chung quanh, nhất là những người đau khổ khó nghèo, hay những lúc chúng con sống vô ơn đối với Chúa. Lạy Chúa, khi mắt tâm hồn chúng con bị mù lòa, xin Chúa chữa lành cho chúng con, để chúng con nhìn thấy Chúa qua mọi người. Ước gì chúng con có một đức tin vững mạnh, một lòng mến tha thiết trong tin yêu phó thác, biết dùng miệng lưỡi để ca tụng tôn vinh danh Chúa. Xin Chúa xuống muôn ơn hồn xác cho quý ông bà anh chị em.